Ngày 7 tháng 4, ông Phạm Nguyên Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ Tây, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh chết đuối. Vào sáng cùng ngày, em HQH, 16 tuổi, học sinh lớp 10, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và ba bạn học rủ nhau đến vực phun để tắm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, trong khi tắm suối, em H bị đuối nước. Phát hiện sự việc, hai bạn đi cùng đã tìm cách cứu và đưa H lên bờ, nhưng H không qua khỏi. Nhận tin báo, Công an huyện Tây Hòa phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đại tá Bùi Xuân Chiến, trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết hiện nay thời tiết ở Phú Yên đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, vì vậy nhiều người dân có thói quen đến các khu vực ao, hồ, sông, suối, vực để tắm, rất dễ xảy ra đuối nước. Đặc biệt là những trường hợp các em học sinh rủ nhau đi tắm mà không có sự giám sát của cơ quan chức năng, người lớn. Đại tá Chiến khuyến cáo, các gia đình, cha mẹ cần giám sát con em mình chặt chẽ, không nên cho con em mình ra các ao, hồ, sông, suối tự bơi mà không có sự giám sát. Khi đi bơi phải mang theo áo phao bảo hộ và phải có người lớn biết bơi theo dõi giám sát.